Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và em Minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU quyết tâm theo đuổi Calvin Phillips đến cùng. MU sẵn sàng trả 80 triệu euro cho siêu tiền đạo. Chính thức công bố hợp đồng với tiền vệ 19 tuổi. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU quyết theo đuổi Calvin Phillips đến cùng. Sau những đàm phán đầu tiên giữa huấn luyện viên Erik ten Hag và các quan chức cấp cao của câu lạc bộ, MU quyết tâm theo đuổi đến cùng thương vụ Calvin Phillips. Huấn luyện viên ten Hag đã gửi bản danh sách các mục tiêu cần đưa về Old Trafford và Calvin Phillips có vị trí quan trọng. Leeds United đang tiến gần đến việc xuống hạng Championship khi không còn quyền tự quyết trong cuộc đua với Burnley, đội bóng có cùng 35 điểm nhưng vượt trội hiệu số. Cùng với khả năng văng khỏi Premier League, Leeds cũng đối đầu nguy cơ về cuộc tháo chạy hàng loạt. Calvin Phillips tất nhiên cũng nằm trong nhóm này vì tương lai của anh khi World Cup đang đến gần. MU hiện nỗ lực thực hiện các cuộc đàm phán để đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên ten Hag. Một khi Leeds thực sự xuống hạng, quỹ đó có thể không phải chi quá nhiều để giành chữ ký của Calvin Phillips. MU sẵn sàng trả 80 triệu euro cho siêu tiền đạo. Fabrizio Romano khẳng định Darwin Núñez chắc chắn 100% sẽ rời khỏi Benfica ở kỳ chuyển nhượng mùa hè và anh đã lên kế hoạch cho một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Man United từ lâu cũng đã cân nhắc chiêu mộ ngôi sao này. Theo RMC Sport, Man United sẵn sàng trả 80 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền đạo đang rất được săn đón ở châu Âu lúc này, Darwin Núñez. Tuyển thủ Uruguay đang có phong độ thăng hoa cho Benfica mùa này, ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 6 bàn ở C1. Trao đổi với Cop Offside, ký giả người Ý chia sẻ: 100% Darwin Núñez sẽ rời khỏi Benfica vào mùa hè này. Cậu ấy đã thông báo điều đó với câu lạc bộ trong nhiều tháng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Darwin đã có một mùa giải xuất sắc, ghi 34 bàn sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường và một bước tiến lớn hiện đang nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Chính thức, MU công bố hợp đồng với tiền vệ 19 tuổi. Cụ thể, trang web chính thức của quỹ đỏ xác nhận rằng họ đã ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến mùa hè năm 2025 với tiền vệ 19 tuổi. Gia nhập học viện của Man United vào năm 9 tuổi, Sagi luôn được đánh giá như một trong những tài năng trẻ tiềm năng nhất mà quỷ đỏ đang sở hữu. Mùa giải năm nay, Sagi đóng một vai trò chủ chốt trong đội U23 với tổng cộng 19 lần ra sân và đồng thời anh cũng đã được huấn luyện viên Ralf Rangnick trao cơ hội ra mắt đội 1. Mùa giải năm sau sẽ không quá bất ngờ nếu con trai của cựu danh thủ Robbie Sagi được tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm thi đấu thông qua một bản hợp đồng cho mượn. Sợ fan nổi giận, Paul Pogba bất ngờ lật kèo với Man City. Theo The Times, Paul Pogba đã thỏa thuận sơ bộ chuyển đến Man City, nhưng anh bất ngờ lật kèo do sự áp lực từ cổ động viên MU. Paul Pogba tin rằng cuộc sống ở Manchester sẽ trở nên không thể chịu nổi nếu anh đầu quân cho đội bóng kinh địch ở Etihad. Pogba đã từ chối mức lương 400.000 bảng trên một tuần mà Man City đưa ra, thay vào đó anh muốn chơi bóng ngoài nước Anh. Juventus được cho là điểm đến lý tưởng nhất của Pogba. Tuy vậy, đội bóng Serie A cũng gặp khó khăn tài chính nên đang thương lượng lương bổng để đạt được sự nhất trí đôi bên. PSG cũng là một trong những đội bóng quan tâm cầu thủ của MU. Đội bóng nước Pháp chấp nhận đáp ứng những yêu cầu về lương bổng do cầu thủ sinh năm 1993 đưa ra. Cùng chờ xem Pogba sẽ quyết định như thế nào về tương lai của mình. Cựu danh thủ chỉ trích MU. Huyền thoại Rio Ferdinand đã chỉ trích MU vì cách họ nói lời chia tay với các công thần của mình. Trên postcard của Five with Five, Ferdinand chia sẻ: "Tôi nghĩ MU là một trong những đội làm điều đó tệ nhất. Bạn thấy đấy, ở các câu lạc bộ nước ngoài, họ dành một lễ tri ân cho những cầu thủ đã cống hiến phần lớn sự nghiệp và đóng góp vào thành công của câu lạc bộ vì họ xứng đáng được như vậy. MU không thực sự coi trọng điều đó như những câu lạc bộ khác. Tôi không nói về chuyện bạn có xứng đáng hay không, nhưng đó là cách tốt hơn để nói lời chia tay." Quan điểm của Ferdinand được đưa ra sau khi Jesse Lingard tiết lộ anh cảm thấy rất buồn khi thậm chí không được huấn luyện viên cho ra sân trong phần còn lại của mùa giải. Ten Hag được gợi ý mua đồng đội của Declan Rice. Theo ý kiến cá nhân của cựu sao Chelsea Andy Townsend, cái tên Jarrod Bowen cũng sẽ là sự lựa chọn mà tân thuyền trưởng Man United không nên bỏ qua. Townsend nói với TalkSport: "Jarrod Bowen đã chơi rất tuyệt, anh ấy thể hiện phong độ ấn tượng trong những vòng đấu gần đây. Tôi cả với bạn rằng West Ham sẽ ra giá cho anh ấy vào mùa hè. Bạn có muốn anh ấy ở Man United không? Anh ấy có thể chơi ở bất cứ đâu. Tôi đã thấy anh ấy chơi ở trung lộ cho West Ham hoặc giạt cánh. Đối với United, anh ấy sẽ có thể chơi ở bất cứ khu vực nào trên sân, nhưng tôi sẽ xếp anh ấy chơi lệch phải." MU hoãn đàm phán hai hợp đồng.
Joe Sun cho hay, MU sẽ đợi quyết định của Erik ten Hag về Luxor và Fred rồi mới xem có đưa ra đề nghị gia hạn hay không. Cả hai sẽ hết hợp đồng vào hè năm sau. Vì vậy, việc đi hay ở của Sol và Fred sẽ bị tân thuyền trưởng được chốt trong những ngày tới. Lúc Sol sẽ ở lại Old Trafford nếu được Ten Hag đảm bảo thời gian thi đấu, còn không, anh sẽ tìm biên độ mới. Tiền vệ Fred cũng ở cảnh tương tự và anh sẽ có lựa chọn của mình sau cuộc gặp với ông thầy mới. Trước đó, khi bổ nhiệm Erik Ten Hag ngồi ghế nóng, lãnh đạo MU đồng ý để vị thuyền trưởng có tiếng nói cuối cùng về tương lai cầu thủ đang có cũng như việc ký mới. Rõ tiêu chí lựa chọn nhân sự của Ten Hag ở MU. Mùa hè năm nay, Man United chắc chắn sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy bận rộn dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Ở thời điểm hiện tại, Ten Hag hiển nhiên đã có cho mình một vài mục tiêu trọng điểm và mới đây, ông cũng công khai tiết lộ về tiêu chí lựa chọn nhân sự của mình. Trao đổi với The Telegraph, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mọi cầu thủ, tôi luôn biết chắc chắn, tôi đã thực hiện tất cả các lựa chọn của mình mà không cảm thấy dây dứt. Với tôi, lợi ích của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất để mang đến một màn trình diễn tốt, những cầu thủ giúp tôi có cơ hội chiến thắng cao nhất." Tại sao mà MU chọn Steven McLaren làm trợ lý cho Ten Hag? Hình ảnh ấn tượng nhất của bạn về Steven McLaren là gì? Có phải là hình ảnh một huấn luyện viên đứng cầm ô bên đường pitch của sân Wembley, bất lực nhìn đội nhà thất bại trước Croatia và mất vé dự Euro 2008? Có phải điều đầu tiên mà bạn nghĩ tới là thất bại? Vậy tại sao MU lại chọn một huấn luyện viên thất bại về ban huấn luyện mới? Thời mới khởi nghiệp, McLaren được xem là một huấn luyện viên tân tiến. Ông tiếp cận công nghệ từ rất sớm và không ngại áp dụng những công nghệ mới vào công tác huấn luyện. Đó cũng là lý do Alex Ferguson mời McLaren về làm trợ lý huấn luyện viên vào hồi tháng 2 năm 1999. McLaren lúc ấy mới 37 tuổi, chính là người đi tiên phong trong việc sử dụng các công cụ phân tích phong độ, cho lắp đặt phòng hồi phục để ghế rung để giúp các cầu thủ phục hồi nhanh hơn giữa các trận đấu và các buổi tập. Tất cả đều là những khái niệm rất mới ở thời điểm đó. Nhưng mà MU chọn McLaren chắc chắn không phải vì tính tiên phong của ông. Thực tế, chính McLaren cũng thừa nhận ông đang bị bỏ lại trong cơn bão công nghệ bóng đá, đang thay đổi từng ngày. MU cũng không chọn McLaren vì khả năng huấn luyện hay phân tích đối thủ của ông. Đó lại là những điểm mạnh nhất của huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag. Trong lần đầu McLaren dẫn dắt câu lạc bộ Twin, Ten Hag chính là một thành viên trong ban huấn luyện của ông và ông phải thú nhận. Tôi tưởng mình biết về bóng đá cho tới khi gặp Erik, ông ấy chuẩn bị cho các trận đấu tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ nhất. Vậy thì tại sao MU chọn McLaren? Thực ra, chính xác phải là Ten Hag chọn McLaren và đó là lựa chọn mang tính tự nguyện chứ không phải gắng gượng tìm kiếm một gương mặt có khả năng gợi liên tưởng về kỷ nguyên vàng son của Sir Alex. Ten Hag cũng cần một người như McLaren ở bên ông. Một người có mối quan hệ rộng, hiểu rõ văn hóa bóng đá Anh, hiểu rõ Premier League. Một người có thể giúp ông xử lý những vấn đề phát sinh ở một nền bóng đá mới lạ. Một người ông có thể tin tưởng, một người như McLaren. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.